Kính chào và cảm ơn quý vị và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục An ninh Ninh Bình. Trong chuyên mục tuần này, sau phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự kết quả bước đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức khen thưởng cho các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc năm 2020 và đảng viên xuất sắc 5 năm liền 2016-2020. Năm tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020 gồm Chi bộ Phòng Tham mưu, Chi bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Chi bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chi bộ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy và Chi bộ Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020. Năm 2020, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2020 theo nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh đã đề ra, chủ động nắm và kiểm soát tốt tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. Nội bộ đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 10 công tác trọng tâm và 4 chuyên đề đột phá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng công an Ninh Bình. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chỉ đạo sát sao. Năm 2020, có 269 lượt tập thể, hơn 2.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 80%. Trong năm, đã kết nạp 23 đảng viên. Trong tuần qua, các đơn vị phòng tổ chức cán bộ, phòng công tác đảng và công tác chính trị, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Năm 2020, phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Nhiều chủ trương, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ được nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Các nội dung trong công tác cán bộ tiếp tục được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tính kế thừa, phát triển. Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, công khai. Bước đầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp công an theo hướng tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ. Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời, chế độ, chính sách cho cán bộ chiến sĩ và thân nhân cán bộ chiến sĩ. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ. Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh gắn với khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ ở 4 cấp công an, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Năm 2020, phòng tổ chức cán bộ đạt danh hiệu quyết thắng, tập thể đơn vị và 11 lượt cá nhân được khen thưởng. Năm 2021, với phương châm chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, phòng tổ chức cán bộ phát động phong trào thi đua theo 4 đợt thường xuyên gắn với các đợt thi đua đặc biệt. Năm 2020, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, đặc biệt đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Siết chặt quản lý và xử lý nghiêm vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, thực hiện hiệu quả công tác trọng tâm đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của lực lượng công an xã chính quy, đảm bảo tiến độ đề ra, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác cho lực lượng công an xã, làm tốt công tác hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, gần dân, sát dân hơn, tạo điều kiện thuận lợi tổ chức công dân, nhất là những người tàn tật, gia đình chính sách, tổ chức tuần tra vũ trang, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đã làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, cán bộ chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2020, đã có 8 lượt tập thể, 15 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng.
Năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác được giao, tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả công tác nắm, phối hợp giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Chú trọng mở các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ chiến sĩ, tham mưu giúp Đảng ủy Công an tỉnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Công an Ninh Bình và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 14. Trong năm, đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, ban hành các nghị quyết, chuyên đề, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Công an tỉnh, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên, làm tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tổ chức tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự võ thuật cho cán bộ chiến sĩ, duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động trong công tác đoàn, công tác hội, các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong năm 2020, đơn vị có 58 lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng. Tại hội nghị, đơn vị đã phát động phong trào thi đua và đề ra 9 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, với sự ra quân quyết liệt của toàn lực lượng công an tỉnh, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau lễ ra quân đợt cao điểm được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác với mục tiêu đảm bảo tốt an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an thành phố đã có kế hoạch riêng tổ chức ra quân đồng bộ, áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để tạo nên một cái sự tương tác hỗ trợ giữa các lực lượng với nhau trên các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo đánh đúng đánh trúng vào các cái loại hình vụ việc trọng điểm, ví dụ như là cướp giật gây rối, rồi các cái tội phạm liên quan đến tín dụng đen, côn đồ, tăng cường rất nhiều các cái tổ, các loại hình để tuần tra kiểm soát xử lý, nhất là đối với thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên các tuyến đường đi lại lách đánh võng, rồi các cái số đối tượng là đem theo các hung khí vũ khí để gây rối, rồi gây phức tạp, rồi là xử lý cái tình trạng là sử dụng bia rượu trong khi điều khiển phương tiện. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ chức tuyên truyền về các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là những điểm mới trong Nghị định 137 của Chính phủ, quy định về việc sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, để người dân hiểu rõ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo. Là học sinh trường trung học cơ sở Khánh Nhạc thì cháu được cô giáo, thầy cô giáo và các chú cán bộ về tuyên truyền về việc không được tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ và không được sử dụng đồ chơi nguy hiểm. Thì cháu chấp hành rất là nghiêm và cũng tuyên truyền cho các bạn không sử dụng và tàng trữ pháo. Vậy tại vì nó rất là nguy hiểm và nếu mà cháu gặp có bạn nào mà sử dụng pháo thì cháu sẽ nói với thầy cô để xử lý nghiêm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là các khu vực chợ, trung tâm thương mại, các cơ quan doanh nghiệp, vừa tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, vừa tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở các gia đình, các cơ quan doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy với mục tiêu không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.
Lực lượng cảnh sát giao thông làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe, học sinh, thông qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, duy trì hoạt động của tổ 191, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về tải trọng. Đã phát hiện xử lý trên 3.500 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền hơn 5,3 tỷ đồng, tạm giữ 638 phương tiện. Trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra ùn tắc giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện, thành phố chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tuần tra khép kín, nắm chắc di biến động của các loại đối tượng hình sự, ma túy và thực hiện các biện pháp quản lý phòng ngừa nghiệp vụ. Do có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, qua 3 tuần đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 57 vụ, 200 đối tượng vi phạm và phạm tội về đánh bạc, thu giữ 1,5 tỷ đồng, bắt 206 vụ, 225 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, thu giữ 90 gram ma túy các loại, phát hiện bắt giữ 35 vụ, 36 đối tượng vi phạm và phạm tội về kinh tế, thu giữ hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng. Điển hình, vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang Đoàn Duy Thiện sinh năm 1992, trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tàng trữ trái phép 50 viên ma túy dạng kẹo và hơn 50 gram ma túy ketamin. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của Đoàn Duy Thiện ở phố Đại Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, lực lượng công an tiếp tục thu giữ 130 viên ma túy dạng kẹo, có tổng khối lượng hơn 3,23 gram. Một xe máy, 23 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô biển kiểm soát 43B01746 do Đinh Ngọc Đức, sinh năm 1972, trú tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, vận chuyển 4 hộp pháo giàn có trọng lượng 5,8 kg, cùng nhiều mỹ phẩm, quần áo và một số loại hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 150 triệu đồng. Qua công tác trinh sát, hồi 20 giờ 40 phút ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại khu vực xóm 3, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Trần Văn Tuân, sinh năm 1990, ở thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tàng trữ trái phép 15 hộp giàn pháo, có tổng trọng lượng gần 23 kg. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kim Sơn bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1974, ở khối 3, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn, về hành vi sản xuất và tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 7 hộp pháo cùng các công cụ, tiền chất dùng để sản xuất pháo. Tổng số pháo bị thu giữ là 16,2 kg. Với quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Kính thưa quý vị và các đồng chí, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phát động toàn dân tố giác người vượt biên trái phép về nước, coi đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh và phải cảnh giác, đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 các cấp, Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện một số nội dung sau. 1. Chủ động phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng công an và cơ quan chức năng về các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép để triển khai các biện pháp phòng dịch kịp thời. Số công dân địa phương làm ăn xa lâu ngày không về, số làm ăn, buôn bán, lao động tại các tỉnh biên giới về địa phương. 2. Chủ động khai báo với cơ quan công an và cơ sở y tế khi có người thân từ nước ngoài về địa phương hoặc khi phát hiện người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn. Chủ động thông báo vận động người thân hiện đang ở nước ngoài không nhập cảnh trái phép và chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, khai báo y tế, phòng chống dịch sau khi nhập cảnh. 3. Đề nghị mọi người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng xã hội. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, để đảm bảo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng đề nghị nhân dân nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và tích cực phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép về địa bàn. Chuyên mục An ninh Ninh Bình tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại các chuyên mục tuần sau.